xin chào mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với bếp hùng cường và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với bếp hùng cường trong một chuỗi các video uh, thời gian vừa xong về bàn mát này tủ mát này cũng như là máy rửa bát hay là máy trộn bột và rất là nhiều sản phẩm khác thì uh, trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại máy rửa bát công nghiệp dofin uh, sản phẩm từ hàn quốc cho mọi người và mã sản phẩm sẽ là dvk 3280 s thì tổng quan về sản phẩm thì các bạn có thể thấy là sản phẩm này thì được làm bằng inox 304 cao cấp không dỉ, sáng và rất là dễ vệ sinh sản phẩm này thì sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này và có đầy đủ các cái chứng từ về nguồn gốc xuất xứ này cũng như là chứng từ về chất lượng sản phẩm CCQ và đầy đủ các cái chứng từ nhập khẩu khác nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm à, nó sẽ phù hợp với lại nhà hàng này khách sạn này, trường học này và tất nhiên là máy sẽ để rửa bát này, đĩa này, khay này, dao, thìa và đũa, nói chung là tất cả những cái sản phẩm liên quan đến uh, bếp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Em Hùng sẽ giới thiệu tới mọi người uh, chi tiết từng cái bộ phận và công năng của từng bộ phận. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có thương hiệu Dolphin được uh, dập nổi rất là rõ ràng và đây là thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc cũng như là trên thế giới ở phía mặt trước này thì chúng ta sẽ có một cái ô kính thiết kế rất là lớn và trong suốt đây cái ô kính này thì giúp chúng ta có thể nhìn được vào bên trong nhưng mà em thì em vẫn thấy là nó sẽ đẹp hơn có nghĩa là để cái tủ nhìn nó đẹp hơn để cả inox nó phủ ở đấy thì nhìn nó hơi thô à, đây là phần tay nắm tay nắm này thì được thiết kế dạng tròn và rất là chắc chắn để giúp chúng ta nhấc cái phần nắp phía bên trên này lên à, mọi người yên tâm là nhìn nó to vậy thôi chứ nhấc lên thì lại rất là nhẹ đấy mọi người thấy không là khi mà nhấc lên ấy, đấy, thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng một chút xíu nữa thì em sẽ giới thiệu cái phần đấy ở phía đằng sau nhé bây giờ thì chúng ta đi vào chi tiết ở phía này thì chúng ta sẽ có là ở đây chúng ta sẽ có hai cái tay tay rửa ấy. và hai cái tay rửa này thì là phun xoáy áp lực mạnh và giúp cho bát đũa nó sẽ được rửa sạch hơn có nghĩa là khi mà À, máy nó hoạt động ấy, thì hai cái này nó sẽ xoay và nó phun áp suất phun nước với lại à, áp lực rất là mạnh ấy. đấy thì sẽ giúp cho việc rửa bát đũa nó được sạch hơn tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái khay khay này thì nó có tác dụng là chứa những cái thức ăn thừa và chúng ta sẽ nhấc lên như này đấy và đổ rác cũng như đổ vệ sinh khi mà rửa xong khi mà trong quá trình rửa ấy, thì các thức ăn thừa nó sẽ đổ vào đây và ở đây là có khoang rửa Quang rửa này thì nó sẽ có một cái ống tròn này, đấy. Phía bên trên cái ống tròn này chúng ta sẽ có một cái lỗ, đây chính là cái lỗ này, đấy. thì khi mà nước nó đầy lên thì nó có thể tràn qua cái lỗ này, nó có tác dụng là để thoát nước đây mà. Mà sau khi mà chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta có thể nhấc lên rất là đơn giản và nhẹ nhàng như thế này thôi, đấy. Và chúng ta sẽ để cho nước thoát hết ra và cũng là dễ dàng vệ sinh hơn trong cái quá trình sử dụng đấy là cái cái này cái phần này này đấy chính là cái phao cảm biến ạ còn đây là cái ngăn đun nước đấy và giờ thì mình sẽ mở cái ngăn đun nước này ra nắp được thiết kế rất là dày dặn và có gioăng cao su để tránh tình trạng là nước nó thoát ra ngoài đấy mọi người thấy cái có cái gioăng cao su màu xanh không ạ đấy và ở phía trong này thì chúng ta sẽ có hai cái còng đốt nước và phao cảm biến cũng như là cảm biến nhiệt độ của nước, không biết là mọi người có nhìn rõ không. Nhìn qua này thì chúng ta chắc là chúng ta chỉ nhìn thấy có hai cái còng đốt nước thôi. Và một cái điều quan trọng nữa là ở phía trên này, đấy, phía trên của tay rửa này thì chúng ta sẽ có là uh, tay rửa phun nước dạng xoáy ấy. và ngoài ra nữa thì một cái ưu điểm rất là lớn của máy rửa bát công nghiệp Dolphin này đó là hệ nước uh, hệ thống phun nước xung quanh. Đấy. Đây này, đấy đây chính là cái hệ thống phun nước xung quanh hay được gọi là hệ thống phun nước chữ U Và cái hệ thống này thì sẽ giúp cho bát nó được sạch hơn Đây là toàn bộ những cái bộ phận này cũng như là chức năng của từng cái bộ phận Ở phía bên trong của máy rửa bát công nghiệp Dolphin Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài nhé để xem phía bên ngoài này chúng ta sẽ có gì Và em sẽ chia sẻ với mọi người về cách sử dụng Đầu tiên thì ở đây chính là cái bảng điều khiển tách rời Đấy để hạn chế cái việc mà chập cháy cái bảng điều khiển này. Ấy. Và ở cái bảng điều khiển này thì sẽ có rất là nhiều chu trình. Ví dụ như là cấp nước này, hóa chất này, rửa này, tráng này và sẵn sàng. Thì ở đây có nút power này và nút ready ở bên cạnh nhé. Đấy thì khi mà chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta sẽ ấn vào nút power này. Tuy nhiên một chút xíu nữa em sẽ chia sẻ về cách sử dụng với mọi người sau. Ở phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái tem thông số kỹ thuật trên này thì sẽ ghi rất là nhiều thông tin để mọi người có thể tham khảo Ví dụ như là Made in Korea Nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm nhé Về nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu của sản phẩm Tiếp theo nữa thì sẽ có model là tám 3280 s này Cũng như là kích thước và công suất, dung tích và dung tích bình tráng nữa Đấy thì ghi đầy đủ tất cả các thông tin Để mọi người có thể tham khảo kỹ hơn về cái sản phẩm này Ở phía mặt đằng sau này Đấy, thì chúng ta sẽ có là uh, hệ thống uh, dây uh, cấp nước và dây điện đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với uh, dây cấp nước đây. thì uh, đây là dạng uh, ren trong và phi 27 bảy nhé mọi người sang cái phần tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có uh, dây cấp hóa chất và cái màu đỏ này, này. đấy thì dây có hiệu màu đỏ này chính là dây hóa chất rửa đấy. còn cái dây còn lại thì chúng ta sẽ là uh, hóa chất trắng đấy thì có hai cái dây cấp hóa chất ở đây cái phần còn lại này sẽ là dây điện và được thiết kế rất là to chắc chắn an toàn còn cái dây màu xanh này thì sẽ là dây tiếp điện đấy à, ngoài ra thì cái máy rửa bát công nghiệp của Dolphin này thì chúng ta sẽ được thiết kế thêm một cái phần nữa đó chính là bốn cái chân đấy bốn cái chân này thì sẽ được làm bằng inox rất là chắc chắn và đảm bảo là phía bên dưới này nó có một cái cao su nữa, đấy để cho máy nó không bị trơn trượt trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Và uh, những cái chân này thì làm bằng inox rất là to. Đây thì chúng ta sẽ có hai cái lò xo so trợ lực mà giúp chúng ta mở cửa được dễ dàng hơn. Giống như lúc đầu tiên mọi người có thể thấy là khi mà em mở cái cửa uh, của cái máy rửa bát này lên thì nó rất là nhẹ nhàng. Qua phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại lắp đặt máy rửa bát Dolphin Thì uh, đầu tiên là chúng ta sẽ đấu cái dây điện này mà. Chúng ta sẽ lắp Atomat 3 pha và 25A cho máy nha mọi người Đấy và Sau khi mà chúng ta đã lắp đầy đủ điện nước rồi Thì chúng ta sẽ cắm cái Cắm vào cái bình hóa chất ấy, Và để sử dụng máy rửa bát Và bây giờ thì chúng ta sẽ bật cái Atomat lên Và ấn nút Power có nghĩa là nút nguồn đấy, ạ. đấy thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút Power này và nút nguồn này Và khi mà cái chữ Ready nó sáng ấy, Thì chúng ta ấn vào cái nút Ready này Và đợi khoảng 20 đến 30 phút và sau khi mà cái chữ standby nó hiển thị màu xanh ấy có nghĩa là cái chữ standby này đấy, nó hiển thị màu xanh có nghĩa là khi đấy thì máy đã sẵn sàng hoạt động rồi còn lại là nếu mà trong cái trường hợp mà bất kể một cái hạng mục nào ở phía này mà nó bị thiếu đây ví dụ như là trong tất cả từ là rửa uh, này sấy rồi là bơm hóa chất ấy, nếu mà nó thiếu cái hạng mục nào ấy, thì uh, nó sẽ thông báo ở đây và như vậy thì chúng ta sẽ cần phải bổ sung vào đấy và máy nó sẽ không hoạt động nữa Bây giờ thì chúng ta cứ giả sử là chữ standby nó đã sáng rồi nhá. Và chúng ta sẽ tiến hành mở nắp này ra và xếp bát đĩa vào. Thì chúng ta sẽ có cái khay rách này này. Đấy thì rách phẳng thì sẽ để dao, dĩa, thìa, còn rách trông này thì sẽ để bát đĩa và khay. Đấy, sau khi mà chúng ta xếp vào thì đưa vào máy và đóng cửa lại thì máy nó sẽ tự hoạt động và tự động rửa và tráng thời gian rửa và tráng thì sẽ hết uh, 77 giây nha mọi người và sau khi rửa xong thì cái nút finish này cái nút finish này đấy nó sẽ sáng và phát ra âm thanh báo là đã hết thời gian rồi thì chúng ta sẽ mở lên và lấy cái rách này ra ngoài và chúng ta làm tương tự với lại những cái bát đĩa khác hay là những cái sản phẩm khác mà chúng ta muốn rửa máy rửa bát Dolphin này thì sẽ được thiết kế tự động có nghĩa là sử dụng công nghệ hiện đại và nó siêu tiết kiệm điện nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm khi mà mua cái máy rửa bát Dolphin này thì chúng ta sẽ được tặng kèm ba cái rách trong đó thì có hai cái rách chuông và một cái rách phẳng à, để chúng ta thuận tiện hơn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng ấy, thì đây em sẽ quay chi tiết vào ba cái rách đấy ở bên phải này thì chúng ta sẽ có hai cái rách chuông và một cái rách phẳng ở phía bên trái này ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái ống này đấy một cái ống màu đỏ là để cắm vào bình hóa chất rửa và cái ống màu xanh là cắm vào hóa chất trắng. Như vậy là vừa rồi thì bếp hùng cường đã chia sẻ cũng như là giới thiệu với các bạn về sản phẩm máy rửa bát công nghiệp của Dolphin, mã sản phẩm là DVK3280S và sản phẩm được sản xuất cũng như là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Mọi cái thắc mắc về sản phẩm này hay là về bất kể một cái sản phẩm nào khác thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp qua số hotline là 0982 145 628 để nhận được tư vấn trực tiếp từ các bạn nhân viên kinh doanh hoặc là các bạn có thể ghé qua website bếp cường.com để tìm hiểu thêm những cái dòng sản phẩm khác tại bếp hùng cường và khi mua sản phẩm tại bếp hùng cường thì các bạn sẽ được hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tận nơi ở trong nội thành nhé mọi người và sản phẩm này thì sẽ được bảo hành chính hãng một năm ngoài máy rửa bát dofina thì bếp hùng cường còn cung cấp rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác ví dụ như là máy rửa bát uh, Turbo Max này hay là uh, bếp chiên nhúng uh, cũng như là máy thái thịt công nghiệp và các cái thiết bị nhà bếp công nghiệp khác thì các bạn có thể theo dõi qua các cái video trên kênh